Chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay thì lên cho các bác một bộ combo loa đến từ RCS, bao gồm loa full RCS và CMAX 12 và kết hợp với cặp quả loa súp RCS GH15 bên cửa hàng nhà em. Với một bộ combo trận bộ như này bao gồm loa full và loa súp với mức giá chưa đến 10 triệu đồng cho các bác. Quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và các bác biết rằng không ạ? Khi chúng ta mua loa ở ngoài thị trường ấy, thì chắc hẳn rồi. Với những cặp loa mà chất lượng một chút thì chúng ta phải bỏ ra đến hơn 10 triệu đồng. Và khi mua bạn tại cửa hàng Cùng Audio thì sao? Một bộ combo đồng bộ đến từ RCS mà giá chỉ có chưa đến 10 triệu thôi. Có cả súp bát 40 này, có loa full RCS bát 30, phục vụ cho anh em vừa nghe nhạc tốt, vừa hát cao kê gia đình tuyệt vời với cặp loa và súp đến từ RCS. Và đầu tiên thì xin giới thiệu cho anh em cặp loa bát 30 RCS. Mẫu này thì bên em bán rất là chạy hàng rồi. Giá nếu như anh em mua lẻ thì giá khoảng độ trên 6 triệu đồng, còn khi mua với súp thì em để cho anh em với mức giá chỉ có 5.500.000 đồng một cặp loa RCS CMAX 12 bên em, với công suất đánh là 350W, đảm bảo cho anh em chơi phòng hát gia đình với diện tích trong khoảng gần 30m² quay đầu. Bởi vì bát 30 thì chơi phòng hát gia đình nó rất là tiện lợi rồi, anh em chơi phòng hát gia đình chỉ cần một con bát 30 như thế này full cả bát cả chép. Là rất là thoải mái với anh em khách hàng rồi đúng không ạ? Giờ này thì bên em cũng đã có làm video mở nội thất cho anh em xem về côn từ 190 và côn là côn 76, và các bác anh em thấy rằng là cái dòng loa này ấy, thì là hàng nhập khẩu rất là tốt, anh em sử dụng rất lâu dài bền bỉ được, và cái dòng này vừa hát tốt vừa nghe nhạc tuyệt vời các bác ạ. Và khi mà chúng ta đã có loa full rồi thì nhiều anh em thì rất thích là chơi súp để có thêm một cái tiếng chất lượng âm thanh bát nó uy lực, nó mạnh mẽ đó. Và đừng quên bỏ qua dòng RCS GH15 bên em, một quả súp bát 40. Và thật sự là dòng súp điện như thế này, nhưng mà các bác thấy không ạ, bên em đã làm rất nhiều video cho các bác xem về tiếng chất lượng âm thanh. Cái dòng RCS bát 40 súp điện như này rất khỏe các bác nhá. Và với công suất tối đa có thể đạt được là 1.000W, nên là anh em nếu đi chơi pháo hát gia đình thì chúng ta chỉ cần để cái tầm khoảng volume khoảng tầm 50% thôi là các bạn đã thấy là cái sự nó khỏe và tiếng bát nó đánh sâu đến cỡ nào với RCS GH15 này. Có một vài bác thì mua lẻ RCS thì ghép nối cả với những loa cặp loa full đôi bát 40 mà tiếng đánh giá vẫn còn đủ đảm bảo cho bác và em đánh với những cặp loa như vậy. Vậy nên là việc chúng ta sử dụng một quả loa súp bát 40 như này và kết hợp với những cặp loa của RCS nữa, đây là một bộ combo thực sự là em rất là tâm đắc trong suốt quãng thời gian qua bên em về được lô hàng như thế này. Và tất cả đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc và có chế độ bảo hành từ 1 năm, để các bác và em nhận hàng cứ thoải mái lựa chọn. Và giá thành thì sao, chắc là nhắc đến cái mức giá chưa đến 10 triệu đồng thì một vài anh em sẽ cảm thấy là rất là bất ngờ và rất là sửng sốt đúng không ạ? Bởi vì với những cái giá thành hiện tại từ những cặp loa anh em mua thông thường với giá 7-8 triệu đồng hoặc là thậm chí hơn, nó rất nhiều, thị trường nó có rất nhiều. Và nếu mà để mua được hàng mới và hàng xịn, hàng nhập khẩu thế này thì anh em phải bỏ ra với giá tiền rất là cao. Còn bên em thì bán thiết bị âm thanh chắc là vô cùng rẻ ở trên cái thị trường âm thanh Việt Nam này rồi, nên là các bác em cứ yên tâm, chúng ta nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm, thì chúng ta đầu tiên thì em cho các bác nghe thử loa full trước của RCS CMAX 12 cho bác nghe về tiếng chất lượng âm thanh trước, và sau đó thì em cũng sẽ kết hợp với loa súp để cho bác nghe từng phần tiếng chất lượng âm thanh của loa full và cả loa súp khi chúng ta kết hợp. Bây giờ các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm thanh các bác nhé. Thank you.
súp GCF 15mm đèn chưa? Tiếng đánh già thì thực sự là em thấy là cái dòng này là một trong những cái dòng tiếng súp tốt nhất ở cửa hàng em hiện tại, với mức giá thành rất ổn định cho anh em. Và hiện tại thì em cũng đang giảm giá cho các bác với em bộ combo như thế này, bao gồm loa full GCF và kết hợp với mẫu súp điện GCF 15, chọn bộ đến từ GCF. Và em thông báo mức giá luôn, với mức giá là 9.500.000 đồng một bộ combo đến từ cửa hàng nhà em, và miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào đang có nhu cầu, đang thiếu loa chơi phòng hát gia đình thì đừng bỏ qua bộ combo này bên phía nhà em nhé. Với loa full bass 30 GCF CMAX 12 kết hợp với loa súp điện GCF GH15 sẽ đem đến cho các bác và anh em một trải nghiệm âm thanh phòng hát gia đình sống động, hay nhất và bay bổng nhất các bác nhé. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.